The Voice of Việt Vegas xin hân hạnh trở lại với chương trình hàng tuần. Anh Tuấn hôm nay cũng được hân hạnh có một thành viên khác của The Voice of Việt Vegas, đó là chị Ngọc Thủy. Chị Ngọc Thủy là một trong những thành viên, trong 5 thành viên của The Voice of Việt Vegas. Cũng trong dịp này, chúng tôi được có sự có mặt của Linh Mục Xuân Đường từ Việt Nam. Ngài là một trong những người đã thành lập một cái quỹ học bổng dành cho các học sinh nghèo tại Việt Nam. Hy vọng rằng sẽ đem đến quý vị những thông tin cũng như là lần đầu tiên thành thật cảm ơn CBN đã cho chúng tôi có cái cơ hội để được tiếp xúc với quý vị. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với Linh Mục Xuân Đường. Chị Ngọc Thủy, mời chị Ngọc Thủy giới thiệu cho cha. Dạ, cảm ơn anh. Ngọc Thủy xin kính chào quý vị. Như tiếp theo lời của anh Tuấn, thì chúng ta mới có một đại hội La Vang rất là thành công. Thì trong đại hội La Vang lần này, chúng ta có một vị khách mời quý đặc biệt, do sự ưu ái của cha Thomas Hà Quốc Dũng đã mời cha qua cho đại hội của chúng ta năm nay. Cha là Linh Mục Phaolô Nguyễn Xuân Đường của dòng Chúa Cứu Thế. Cha rất là khiêm nhường nhận để mà tới tham dự đại hội. Và không những thế, cha còn viết cho đại hội 2 bài nhạc đặc trưng đặc biệt cho Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Thì có mặt ở cha tại nơi đây, chúng con xin chào cha và xin cha tự giới thiệu và chia sẻ tới cho quý vị tại sao cha lại có nguồn cảm hứng để viết 2 bài nhạc đó. Con xin cảm ơn cha. Xin chào anh Tuấn và xin chào chị Ngọc Thủy và xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Tôi là Linh Mục Xuân Đường, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, và lần này đến với Hoa Kỳ và đặc biệt là ghé thăm Las Vegas, một thành phố có thể nói là trung tâm của thế giới. Ở nơi đó có những kiến trúc, đền đài quy tụ tất cả những cái nền văn hóa, kiến trúc nghệ thuật ở trên toàn thế giới tập trung về đó, như là ở châu Âu hay là ở Đông Âu hay là ở những cái đất nước xa xôi mà có những cái truyền thống văn hóa, người ta tập trung về đó để người ta làm nên một cái Las Vegas có thể nói là rất là phong phú. Và tại sao tôi đến với Las Vegas là không phải tôi đến với casino mà tôi đến Las Vegas trong một cái cơ duyên có một vài người quen thân sinh hoạt ca đoàn tại giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Kỳ Đồng năm 2017. Và bây giờ đến thì trong tư cách là một người được cha giám đốc mời đến, và tôi đến mang theo cái tâm tình là Las Vegas con đến viếng thăm vì nơi đây có mẹ ở đó, kiếp nhân thế con đến nương nhờ mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Có nghĩa là Las Vegas có một cái trung tâm Đức Mẹ La Vang, cái nơi mà xem ra là cái nơi mà người ta nói rằng là ăn chơi nhiều, thì cũng là cái nơi mà có cái bầu khí tâm linh rất là đặc biệt. Và đến bây giờ thì là đại hội đến lần thứ 12, và mục đích đến rõ ràng là vì Đức Mẹ Las Vegas con đến viếng thăm vì nơi đây có mẹ ở đó. Dạ, con cảm ơn cha rất là nhiều. Mời anh Tuấn đặt câu hỏi cho cha đi. Vâng, thưa cha, hai bài hát mà cha đặt đó thì thật sự ra là tụi con nghe rất là có một cái tâm tình mà cha đã đưa đến cho tất cả anh chị em Las Vegas cũng như là cho tất cả cộng đồng của Las Vegas. Thì thưa cha, ngoài những cái tâm tình mà cha đã gửi đến cho Las Vegas, đó là một cái coi như là một cái quà quý báu cho chúng con, thì con cũng được biết cha là một người đã giúp cho các học sinh nghèo tại Việt Nam có những cái cơ hội để phát triển, tự mình phát triển đấy. Thì xin cha có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết thêm một chút về cái chương trình của cha được. Cảm ơn anh và thưa quý vị khán thính giả. Cái năm 2017 khi sang làm lễ ở tại Las Vegas thì cha giám đốc cũng đã mời gọi bà con chia sẻ với một cái quỹ học bổng có tựa đề là Tình Ngài Gọi Con, giúp cho các em học sinh nghèo học giỏi, rồi cho các em các nhóm mồ côi khuyết tật cũng như những người già cả neo đơn, thì mình chia sẻ bằng cái
việc là phát hành các cái băng đĩa CD nhà Xuân Đường sáng tác rồi hát, rồi mọi người thấy được thì mọi người lại đón nhận và mọi người chia sẻ. Và cũng trong mùa hè vừa rồi thì cha giám đốc cùng với các anh chị tại Las Vegas đã ghé thăm cộng đoàn của em tại tại Diễn Châu, Nghệ An. Thì đi thăm một vài nơi đã giúp đỡ như mài ra mài ngoài Lạng Sơn rồi về Nghệ An để thăm một vài máy ấm. Thì qua cái chuyến đó thì cha mời thì hôm nay sang đây là để chia sẻ với cộng đoàn ở đây. Thứ nhất là đồng hành trong những ngày đại hội, góp lời ca tiếng hát của mình cũng như tâm tình của mình đến cho cộng đoàn, cho mọi người tham dự. Cũng nhân cái cơ hội đó thì cũng chia sẻ những cái công việc mình làm ở bên Việt Nam cho các em học sinh nghèo, có người nghèo qua chương trình Tình Ngày Gọi Con. Cha như vậy là cha có nhạc, cha viết, cha có làm CD và USB, vậy cha có bán không? Để mọi người muốn nghe nhạc của cha thì như thế nào? Thú thật thì ngày xưa đó là cách đây 7 năm phát hành thì cũng có gửi các nhà sách, rồi gửi cho mọi người, ai mua thì mua, ai muốn thì tặng. Nhưng mà sau này thì cái CD làm đến 7 cái CD và bây giờ là 10 CD rồi, thì cũng được mọi người đón nhận. Và bây giờ thì thú thật là không CD không bán được. Và quan điểm của Gia Xuân Đường thì cũng thôi để cho mọi người nghe bằng cách tạo mọi điều kiện có thể là đến tai mọi người. Bởi vì mình quan điểm là mình có được cái tiền để mà làm CD đó thì cũng nhờ các anh nhân, những người giúp đỡ mình. Thì hôm nay mình lại dùng lời ca tiếng hát của mình để share cho tất cả mọi người, và mọi người có thể nghe được. Và khi mọi người nghe được cái tâm tình như thế là cũng giống như mình một bài giảng để mà cho giáo dân nghe chẳng hạn, thì đôi khi là nó tác động đến cái tâm hồn của từng người. Và cái tâm hồn mọi người mở lòng ra thì khi đó là mình còn hơn cả bạn. Thì trong đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 12 vừa qua, cha tới không những là giúp cho nhiều mục vụ ha, coi như là mình giải tội này, rồi mình đã giúp cho cha xứ viết hai bài nhạc có chủ đề. Ngoài ra cha đã hát ở trong những cái buổi tĩnh tâm để cho mọi người có cái tâm hồn đi sâu vào cái bài giảng. Thì qua những cái bài hát đó con thấy người ta rất là thích, và người ta đã sau khi cha hát xong, người ta đã tới tìm cha để mà biết nhạc của cha như thế nào. Thì con có thấy cha gửi tặng họ nhạc CD và USB. Thì nếu mà quý vị muốn có những CD và USB đó thì có thể liên lạc để có, để mà nghe, phải không cha? Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị còn xa lạ với lời cha linh mục nhạc sĩ Xuân Đường thì đó cũng là một điều hẳn nhiên thôi, là tại vì ngài rất là khiêm nhường, ngài âm thầm lặng lẽ viết những lời nhạc. Nhưng mà nếu quý vị chưa thưởng thức thì xin quý vị cố gắng tìm đến những nhạc phẩm của cha. Xin quý vị vào YouTube linh mục, tức là LM Xuân Đường, thì quý vị sẽ tìm thấy những bài nhạc của ngài. Những bài nhạc của ngài rất là thấm thía. Nếu mà quý vị ngồi và nghe lặng nghe nhạc của ngài, tuy chưa được phát triển hoặc là phát biểu nghĩa là quảng bá như những loại những nhạc sĩ khác, nhưng nếu quý vị đã vào đã biết được rồi thì quý vị sẽ rất là yêu thích. Thì mong rằng quý vị sẽ vào kênh YouTube của linh mục Xuân Đường, hoặc là vào Facebook để quý vị có thể tìm hiểu thêm về những sinh hoạt của ngài, cũng như là những công việc bác ái của ngài đã làm trong mấy năm qua. Chị Thủy là một trong những người mà đã cộng tác với ngài trong một thời gian. Xin nếu được thì chị cho những cái tin tức để cập nhật về những sinh hoạt của cha. Dạ vâng. Thì cảm ơn anh. Nếu mà mọi người muốn biết thêm thông tin về nhạc của cha thì xin liên lạc với Ngọc Thủy ở số 832-602-0258, 832-602-0258. Ngọc Thủy sẽ có những thông tin cho quý vị biết thêm. Và nhất là quý vị nào muốn đóng góp một bàn tay với cha qua quỹ học bổng Tình Ngày Gọi Con mà lúc nãy cha đã giới thiệu, thì Ngọc Thủy sẽ cho quý vị biết thêm từng chi tiết.
Thưa cha, nhân dịp đây con cũng biết là cái chuyến đi của cha tới Đức Mẹ La Vang là một, và có nhiều nơi đã mời cha tới để mà tĩnh tâm. Thì như vậy là nếu mà những cái nơi khác mà sau này họ muốn mời cha tới tĩnh tâm, có dễ dàng không cha? Có được không cha? Đi đến các giáo xứ như là một số các giáo xứ thì khi mà nghe chia sẻ và nghe hát thì mọi người bảo cha có tới được không? Nhưng thực sự thì với tư cách là một linh mục và tu sĩ thì cái việc mà đi sang đây cũng phải là đơn giản. Cho nên mình không chủ động được cái chương trình về hứa với mọi người. Chẳng hạn như là ở Las Vegas, cha giám đốc hỏi là sang năm anh tới được không thì cũng dám hứa. Bởi vì không biết ngày mai thế nào và có được đi sang đây nữa không. Thì đó là cái mà cái khó. Còn với cha Xuân Đường thì luôn luôn sẵn sàng đến với tất cả mọi người và đến với tất cả những nơi cần sự hiện diện của mình, trong khả năng của mình, để cách nào đó để làm ấm lên cái bầu không khí, có thể là đạo đức, có thể là sôi nổi, có thể là ấm áp tình người vân vân. Thì trong sẵn sàng, nhưng mà cái điều kiện sẵn sàng đó thì còn tùy thuộc vào những cái yếu tố khác. Dạ vâng, thì có nghĩa là cha sẵn sàng nhưng mà cha không có chủ động được cái chương trình của mình. Thì hy vọng là mỗi lần trước khi cha đi, tất cả những nơi nào mà muốn cha tới có thể cho cha biết, thì cha cố gắng sắp xếp qua các bài tĩnh tâm của cha rất là thấm với những câu chuyện đời thật. Và cha sẽ chia sẻ nhạc của cha để làm cho mọi người cảm nhận gần với lại tình thương của Chúa hơn. Thì chúng con sẽ tiếp tục cái chương trình này. Xin mọi người đừng rời máy để biết thêm những chi tiết. Xin cảm ơn. Con cảm ơn cha và quý vị trở lại với chúng con trong phần kế tiếp. Thì phần này con xin cha chia sẻ một tí xíu với vỏn vẹn hơn 3 tuần mà cha phải đi tới 11, 12 tiểu bang. Như vậy thì cha có mệt hay không? Đương nhiên là mệt. Dạ. Một ngày đến, một ngày ở, một ngày đi. Sự nào mà lâu hơn một tí thì một ngày đến, hai ngày ở, rồi một ngày đi. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cha với cái thời gian hạn hẹp, nhưng vì lòng thương của cha với các con chiên có mời cha tới, cha sẵn sàng tới. Có những nơi con biết cha đi, cha phải đi bằng xe bus chứ không được bay 6-7 tiếng, rất là tội nghiệp. Nhưng mà cha vì lòng mến mọi người, cha vẫn tới và chia sẻ tâm tình. Và nhất là nhiều người rất thích nghe nhạc của cha. Vậy thưa cha, nếu mà người ta muốn mời cha tới một khi mà cha có dịp qua đây, mà người ta có những cái buổi người ta muốn cha chia sẻ nhạc chứ không phải là chia sẻ lời Chúa, như vậy có được không cha? Thì nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi. Dạ vâng. Vì là một nhạc sĩ và một ca sĩ thì rất muốn chia sẻ thứ nhất là những bài mình đã viết ra và tâm tình của mình, phải không cha? Dạ. Như vậy thì quý vị nhớ nhé, hãy theo dõi YouTube của cha. Khi nào mà cha chuẩn bị qua đây là phải book show. Book show để cho cha đi. Cần nói book show đây á, thực ra là mọi người rất là muốn cha tới để chia sẻ. Không những là có những cái câu chuyện thật mà cha chia sẻ những công việc làm của cha nữa. Những công việc cha đã làm ngoại trừ cái quỹ Tình Ngài Gọi Con là cái quỹ chính. Cha giúp cho các em học sinh nghèo ở Việt Nam được cấp sách tới trường. Những em có những cái hoài bão của mình để mà trở thành một người này, một người kia, thì đó là một điều rất tốt. Và bên cạnh đó, cha cũng giúp đỡ rất là nhiều những mảnh đời khác. Thì cha có thể chia sẻ thêm một số câu chuyện hoặc một số những cái gì cha đã làm cho quý khán giả nghe không ạ? Thưa chị Ngọc Thủy và tất cả quý vị khán thính giả, thì chị Ngọc Thủy là một người mà lúc đầu là ân nhân giúp cho chương trình học bổng và đồng hành với các em trong các mái ấm, rồi sau đó thì dần dần thì cảm mến và bây giờ là trở thành đại diện chính thức của quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con để kết nối những cái tâm tình của tất cả quý vị. Thì thực sự nếu mà có nhiều cái thời gian thì cha Xuân Đường sẽ chia sẻ những cái câu chuyện, và thường những mỗi bài hát là mỗi câu chuyện. Như lúc nãy
chia sẻ về câu chuyện về những người nạn nhân xấu số ở trong chuyến xe Đông Lạnh bị chết 39 người, rồi chia sẻ về những cái về các em mồ côi, ví dụ là con sinh ở trong đời vắng tiếng ru mẹ yêu ơi, những đêm mùa đông lạnh về, những khi hè sáng nóng rát, khi con cần ly nước mát, khi con hè con thức giấc thì biết ai là người vỗ về. Rồi hoặc là những cái câu chuyện như là về các em thai nhi bị phá chẳng hạn, thì cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn thấy tí tách mưa rơi khi chiều lời. Hoặc là ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phần người ăn xin. Và những cái câu chuyện mà mình đi mình gặp thì mình về mình suy tưởng và mình viết, nó trở thành một cái một bài hát là một chủ đề, một bài hát là một bài giảng, một bài hát là một thông điệp cho tất cả mọi người. Thì đó là cái, nếu mà có cơ hội thì Xuân Đường sẽ chia sẻ với rất là nhiều câu người chuyện. Và đó cũng là cái điều mình thích, và cũng có thể nói là cái điểm mạnh của mình. Còn mà ngồi mà nói như thế này thì đôi khi nhiều người nghe cái giọng trò trẻ cũng hơi vất vả cho người nghe. Kính thưa quý vị, Linh Mục Xuân Đường là một nhạc sĩ, là một ca sĩ. Nhạc của ngài là nhạc thánh ca, tuy nhiên có những lời nhạc và những bài nhạc ngài viết đã đưa tâm tình của ngài giữa con người với lời con người, tức là cho tất cả các loài người của chúng ta, nhất là những hoàn cảnh mà chúng ta phải gặp phải hàng ngày, hàng tuần. Và những tâm tình đó thường thường đã gây một cái sự cảm xúc rất là mãnh liệt đối với khi mà thưởng thức loại nhạc của ngài. Nếu mà quý vị chưa từng biết đến nhạc sĩ Linh Mục Xuân Đường, xin quý vị, như Tuấn đã vừa nói với quý vị, là xin quý vị vào YouTube của ngài, đó là LM, tức là Linh Mục Xuân Đường, thì quý vị sẽ cảm nhận được những lời ca tiếng hát của ngài đã thấm đậm vào với chúng ta, không những chỉ là ca ngợi Thiên Chúa mà còn đưa đến những tình người rất là thấm thiết. Xin quý vị cố gắng vào cái YouTube của ngài để có thể thưởng thức thêm những lời nhạc tiếng ca của ngài. Dạ thưa cha, như vậy là những cái thường thường là khi mà cha làm một bài nhạc thì thường thường đó là một cái cảm xúc mà cha gặp phải rồi cha mới viết thành lời nhạc và diễn đạt qua một cái bài hát hay sao cha? Như vậy em vẫn chia sẻ rất là nhiều rồi, thì một bài hát nó không tự nhiên mà đến đâu. Nó phải được nuôi dưỡng như một đứa con của mình vậy, cần phải cứu mang 9 tháng 10 ngày, rồi cũng mang nặng đẻ đau. Rồi khi đó mới thành cái hình hài được. Thì một cái bài hát đối với em cũng vậy. Đôi khi là chứ ví dụ như những cái bài như là Mẹ ơi xin đừng giết con chẳng hạn, thì mình nói mình phải viết một bài hát là dấu chấm than, thay vì dấu chấm hỏi là cha ở đâu, mẹ ở đâu của nhạc sĩ Thế Hiển. Thì mình nói là với các em thai nhi nó không được cất tiếng khóc chào đời, thì nó phải là dấu chấm than. Và suy tưởng như vậy thì dần dần rồi một lúc nào đó bắt đầu nó hình thành và bắt mình đi vào cụ thể. Thì đôi khi ngồi chỉ viết trong vòng một tiếng đồng hồ là xong, xong một bài hát. Và nhưng mà bài hát đó nó đã được cưu mang đôi khi là cả 6 tháng, đôi khi là cả 1 năm, đôi khi là nó cứ vẩn vơ ở trong tâm tưởng của mình có cả 3-4 năm, ví dụ như thế, nó đã hình thành. Con theo dõi trên Facebook của cha thì cha có những sinh hoạt, những cái video là cha tới để đi thăm, cha đi thăm những cái người có cái may mắn và nhất là những cái máy ấm. Như vậy nếu mà những mọi người đang nghe đây mà muốn về Việt Nam, mà muốn tới tận nơi những cái chỗ đó thì có được không cha? Cha có thể giúp cho họ tới để họ chia sẻ cái tâm tình với những người kém may mắn không cha? Cảm ơn chị và thưa quý vị khán thính giả, thì cái việc mà liên lạc ngày hôm nay cũng dễ lắm. Ở trên Facebook của Linh Mục Xuân Đường cũng có điện thoại tại Việt Nam, cũng có email, rồi có email của chương trình. Rồi trên cái
YouTube cũng vậy. Vâng. Thì thường là những anh chị em mà liên lạc thì rất là dễ, lên mạng gõ cái là thấy thông tin đó rồi. Thì khi về Việt Nam thì đương nhiên là Xuân Đường không quản xứ, cho nên nó cũng rất là rảnh rồi để có thể dẫn đưa quý vị đến những cái nơi cần đến, nơi các mái ấm. Xuân Đường không trực tiếp nhưng mà các sơ lo hoặc là thì mình là cái người kết nối đưa các ân nhân về. Thì như cô Thủy đây cũng là một người đã từng đi đến những cái mái ấm như thế, rất là dễ. Thông tin ở trên mạng, ở trên trang YouTube fanpage của Linh Mục Xuân Đường hoặc là trên YouTube thì cũng có tên là Linh Mục Xuân Đường. Dạ, vâng, cảm ơn cha rất nhiều. Tiện đây Ngọc Thủy muốn chia sẻ một tí xíu là cái chuyến về Việt Nam được tới thăm cha, và cha đã dắt đi tới những mái ấm đó. Thì mình rất là cảm xúc, mình rất là thấy được tận mắt những mảnh đời của các em, những các em thiếu may mắn. Thì mình cảm thấy là mình được đụng chạm tới các em, và mình có một cái gì đó nhìn rất là khác qua cái công việc là mình có thể nói là đóng góp bác ái hay từ thiện. Tại vì mình thấy được là những cái gì mình cho ra tới tận tay của người nhận, và mình chia sẻ được cái tình thương đó, cái tình mà mình ấp ủ trong lòng, mình muốn giúp đỡ cho những người cái may mắn đó, nó được một cách là thiết thực. Như vậy thì Ngọc Thủy xin quý vị có dịp về Việt Nam mà muốn tới những mái ấm như thế để mình cảm nhận và chia sẻ trực tiếp, thì xin liên lạc với cha qua số điện thoại ở trên mạng có, hoặc là trên Facebook của cha cũng có những cái thông tin đó. Ở trên Facebook quý vị cũng có thể vô Facebook của cha LM Xuân Đường rất là dễ, và inbox cho cha để cha có thể mang tới quý vị những cái niềm vui nho nhỏ đó. Thưa quý vị, Linh Mục Xuân Đường ngoài nhiệm vụ tâm linh phục vụ cho dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, Ngài còn có một tấm lòng rất là rộng lượng. Những công tác xã hội thật là to lớn đã giúp cho rất là nhiều học sinh Việt Nam có cơ hội để phát triển và giúp đỡ khi mà đã thành tài. Ngoài ra, con được biết là cha cũng có những cái chương trình mà giúp cho những người kêu bằng không thể nào có khả năng để tự giúp mình. Thí dụ như trong một cái chương trình mà con được biết là cha cho gia đình một con bò chẳng hạn, thì sau đó họ sẽ nuôi con bò đó lớn lên, rồi họ con bò đó sinh ra một con khác, thì cha lại dùng cái con bò đó cho một người khác. Thì cha có thể trong vòng nửa phút, một phút, cha có thể nói về cái chương trình đó được không ạ? Thực sự thì mãn tiếng là quỷ học bổng tinh ai gọi con. Nhưng mà đụng đến những cái thân phận của người nghèo thì mình không thể cầm lòng được. Yeah. Cho nên là trong cái sáng kiến thì giúp cho học sinh nghèo, giúp cho các em mồ côi, hay là giúp cho một người bệnh mà cần đến sự trợ giúp của mình, hoặc là giới thiệu những cái nhóm để mổ tim cho các em thiếu nhi, rồi thấy những hoàn cảnh gia đình thì mình thử làm kinh tế, nhưng mà xem ra rất là hiệu quả. Dạ. Là mua 10 con bò để cho 10 gia đình, rồi một năm sau thì nó đẻ được con bò khác, nhưng mà với điều kiện nhé, với điều kiện là phải sinh cho được một con bò khác thì con bò đó mới thuộc về mình. Dạ. Còn nếu mà không chưa sinh là chưa được chia thuộc về mình. Có đôi khi họ nghe họ đói quá, họ cho họ xong rồi ít bữa cứ quay họ bán, họ ăn mất là hết hết vốn. Có nghĩa là mình giúp cho một gia đình, rồi gia đình đó cũng góp tay với mình để giúp cho một gia đình khác. Cái chuyện đó rất là hay và rất là có ý nghĩa. Dạ. Thì cũng gần kết thúc rồi. Cha là một nhạc sĩ, thì chúng con có thể mời cha hát một khúc rất là ngắn của cái bài mà cha mới sáng tác về Đức Mẹ La Vang hay không? Cái điệp khúc thôi cha nha, để cho mọi người có một cái tâm hồn cảm nghiệm về cái nhạc của cha. Dạ. Điệp khúc. Cái bài có hai bài, một bài viết về tâm tình cầu nguyện và một bài viết về vui nhộn. Lát về các con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó. Kiếp nhân thế con đến nương nhờ mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Lát về các con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó. Kiếp nhân thế con đến nương nhờ mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Từ muôn phương xa con về lăn về gắn, con
dâng tiếng hát dâng lời kinh, trong khi nắng sớm hay bình minh, ngay khi chiều tối mẹ vẫn ở đó, bóng mẹ vẫn ở đó, trong trưa nắng ấm sa mạc hoang, hay khi ra buôn của mùa đông, mẹ vẫn mong con về. Nam với gác con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó, kiếp nhân thế con đến nương nhờ, mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Lan về gác con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó, kiếp nhân thế con đến nương nhờ, mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Chúng con rất là hạnh diện được là người Las Vegas vì cha được viết một cái bài riêng cho Las Vegas. Con nghe mấy ngày hôm đó mà hôm nay con thuộc luôn rồi. Thì bây giờ chương trình của chúng ta đã khép lại. Con cảm ơn cha đã tới đây. Bây giờ con xin cha chào quý khán giả. Xin cảm ơn chị Ngọc Thủy và xin cảm ơn anh Tuấn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và một lần nữa xin mẹ La Vang và Las Vegas chúc lành cho vùng đất Las Vegas và chúc lành cho những người con dân Việt Nam tại Las Vegas, đặc biệt là những người tín hữu khắp mọi nơi về với đền thánh Đức Mẹ La Vang Las Vegas. Và xin quý ông bà anh chị em cùng cầu nguyện cho tôi, nếu có cơ hội, có cơ duyên thì chúng ta lại gặp lại nhau tại Las Vegas để cùng với nhau ngợi khen Chúa và Mẹ Maria trong dịp đại hội sắp tới. Ngọc Thủy, anh Tuấn xin mến chào quý vị một lần nữa. Anh Tuấn và Ngọc Thủy xin cảm ơn đài CBN đã cho cơ hội đến studio của đài CBN để có một chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị tiếp tục theo dõi trong những shows kế tiếp. Chúng tôi sẽ cộng tác với lại CBN để đưa đến quý vị những tin tức địa phương của Las Vegas cũng như là những sinh hoạt của Las Vegas. Ngoài ra, quý vị khi đến Las Vegas thì trước khi quý vị đến, xin quý vị theo dõi những chương trình của anh em chúng tôi để biết được những nơi nào cần đến, những nơi nào để thưởng thức, những nơi nào có thể đem các trẻ em đến để có thể là tận hưởng những thú vui của Las Vegas. Ngoài ra, Las Vegas có những đặc điểm mà có thể lẽ là nếu không phải là người ở Vegas thì quý vị sẽ không biết. Thì xin quý vị tiếp tục theo dõi trong những episode kế tiếp. Chúng tôi sẽ đem đến quý vị những thông tin và những sinh hoạt địa phương. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình cũng như là cảm ơn đài CBN cho chúng tôi có cái cơ hội để cùng hợp tác và đồng hành với quý vị trong những ngày tháng kế tiếp. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị. Las Vegas con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó, kiếp nhân thế con đến nương nhờ, mẹ xua tan những nỗi phiền lo. Las Vegas con đến viếng thăm, vì nơi đây có mẹ ở đó, kiếp nhân thế con đến nương nhờ, mẹ xua tan những nỗi phiền lo.